Ngọc Lan chào các em. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu bài số 6 và 7, biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc 2. Bài học ngày hôm nay của chúng ta gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Phần thứ hai là đưa thừa số vào trong dấu căn. Và phần thứ ba là khử mẫu của biểu thức lấy căn. Phần thứ tư là trục căn thức ở mẫu. Chúng ta bắt đầu ở phần thứ nhất, đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Ta có chấm hỏi một sau. Với A không âm và B không âm, hãy chứng tỏ căn A bình nhân B bằng A căn B. Chúng ta sẽ biến đổi từ vế trái. Căn A bình nhân B, ta tách ra thành tích của hai căn, đó là căn A bình nhân cho căn B. Và bình phương với căn, ta thay bằng trừ tuyệt đối, nên ta được trừ tuyệt đối A nhân cho căn B. Mặt khác, đề bài cho A là số không âm, nên trừ tuyệt đối của A bằng chính nó. Vậy ta được kết quả là A nhân căn B, và ta giải thích là vì A lớn bằng 0 và B lớn bằng 0. Như vậy chúng ta đã chứng tỏ được căn A bình nhân B bằng A căn B, và ta gọi phép biến đổi này là phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Chúng ta sẽ áp dụng cái phép biến đổi này vào làm ví dụ sau. Ví dụ số 1, câu A, căn của 3 bình nhân 2. Ở đây 3 có mũ 2 nên ta đem ra ngoài dấu căn, như vậy ta được kết quả là 3 căn 2. Câu B, căn của 20. Ở đây 20 ta tách ra được thành là căn của 4 nhân 5. Và số 4 nó chính là 2 bình. Như vậy 2 bình chúng ta đem ra ngoài căn, ta được là kết quả là 2 căn 5. Ví dụ số 2, rút gọn biểu thức. 3 căn 5 cộng căn 20 cộng căn 5. Ở đây là tổng của các căn bậc 2, nhưng mà các căn này chưa đồng dạng nên chúng ta không thực hiện được. Do đó chúng ta sẽ đem thừa số ra ngoài dấu căn để biến đổi các căn nó đồng dạng với nhau. Bằng cách 3 căn 5 cô sẽ giữ lại, còn căn 20 thì cô tách ra thành là căn của 2 bình nhân 5. Căn 5 cô giữ lại, và 2 bình cô đem ra ngoài dấu căn thì cô được là 2 căn 5. Và ở đây ta thấy các căn này nó đồng dạng, nó đều có căn 5, nên ta sẽ giữ căn 5 lại và ta đặt các hệ số đằng trước 3 cộng 2 cộng 1 thì ta được kết quả là bằng 6 căn 5. Và chúng ta sẽ áp dụng cái ví dụ này vào thực hiện chấm hỏi số 2, rút gọn biểu thức. Câu A, căn 2 cộng căn 8 cộng căn 50. Câu B, 4 căn 3 cộng căn 27 trừ căn 45 cộng cho căn 5. Ở câu A, ta thấy các căn thức này nó chưa có đồng dạng, do đó ta sẽ thực hiện đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Cụ thể là ta tách 8 là thành là 2 bình nhân 2 và 50 tách thành 5 bình nhân 2. Thì 2 bình ta đem ra ngoài dấu căn, ta được là 2 căn 2. Còn 5 bình ta đem ra ngoài dấu căn, ta được là 5 căn 2. Các căn này nó đã đồng dạng rồi, nên ta sẽ giữ lại căn 2 và ta lấy các hệ số đằng trước 1 cộng 2 cộng cho 5 và ta được kết quả là bằng 8 căn 2. Ở câu B, ta biến đổi căn 27 thành là căn của 3 bình nhân 3. Căn 45 thành là căn của 3 bình nhân 5. Sau đó, chúng ta đem 3 bình đem ra ngoài căn là còn 3 căn 3. Và 3 bình bên đây đem ngoài căn thì ta được kết quả là trừ 3 căn 5. Ở đây ta thấy 4 căn 3 và 3 căn 3 đồng dạng với nhau, nên ta sẽ giữ nguyên phần căn, ta lấy các hệ số đằng trước cộng với nhau là 4 cộng 3 ở trong ngoặc nhân cho căn 3. Còn hai căn thức ở dưới ta thấy nó cùng có căn 5 chung, nên ta sẽ giữ nguyên căn 5 và ta lấy hệ số đằng trước trừ 3 cộng với 1. Như vậy ta được kết quả là 7 căn 3 trừ cho 2 căn 5. Như vậy cô và các em đã thực hiện xong chấm hỏi số 2. Từ các ví dụ trên ta có công thức tổng quát sau. Với hai biểu thức AB mà B không âm, ta có căn A bình nhân B bằng trừ tuyệt đối của A nhân căn B. Và khi phá trừ đối chúng ta có hai trường hợp, tức là nếu A lớn bằng 0 và B lớn bằng 0 thì trừ tuyệt đối của A nó bằng chính nó. Như vậy ta được căn A bình nhân B bằng A căn B. Nếu A nhỏ hơn 0 và B lớn bằng 0 thì trừ tuyệt đối của A sẽ bị đổ dấu là trừ A. Như vậy ta được căn A bình nhân B bằng trừ A nhân căn B. Chúng ta áp dụng phần tổng quát trên vào ví dụ số 3, đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Ở câu A ta nhận thấy số 4 có dạng bình phương và x bình có dạng bình phương, nên cô đưa 4x bình về thành 2x tất cả bình nhân với y. Và ở đây 2x tất cả bình chúng ta đem ra ngoài dấu căn thì ta được là trừ tuyệt đối của 2x nhân cho căn y. Đề bài cho x lớn hơn bằng 0, do đó 2x là số không âm, nên trừ tuyệt đối của nó bằng chính nó. Vậy ta được kết quả là bằng 2x nhân căn y.
ở câu B, 18 là bằng 9 nhân 2. Và ở đây y bình là có dạng bình phương, do đó cô tách ra thành là 3y tất cả bình nhân cho 2x. Và 3y bình này cô đem ra ngoài dấu căn, cô được là trị tuyệt đối của 3y nhân cho căn 2x. Đề bài cho y là số âm, do đó 3 nhân y là số âm luôn. Do đó trị tuyệt đối của số âm sẽ bị đổi dấu. Như vậy ta được kết quả là trừ 3y nhân cho căn 2x. Như vậy cô và các em đã thực hiện xong ví dụ số 3. Như vậy cô vừa giới thiệu xong phần một nhỏ đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Và các em nhớ cho cô đó là nếu A là số không âm, B không âm nè, thì A bình ra ngoài căn thì ta sẽ được là A. Còn nếu A là số âm, B vẫn không âm, thì A bình đem ra ngoài ta sẽ được là trừ A. Chúng ta có phần số 2, đưa thừa số vào trong dấu căn. Ta có phần tổng quát sau. Nếu A không âm và B không âm, thì A căn B bằng căn của A bình nhân B. Nếu A âm và B không âm, thì A căn B bằng trừ căn của A bình nhân B. Ở đây các em có thể nhớ cái phần tổng quát này dễ dàng bằng cách là A là số không âm thì đem vào trong căn, nó sẽ có dạng bình phương. Còn nếu A là số âm thì chúng ta sẽ đặt dấu trừ đằng trước, rồi sau đó ta mới đem A vào trong căn là thành A bình phương. Chúng ta áp dụng vào ví dụ số 4, đưa thừa số vào trong dấu căn. 3 căn 7, ở đây số 3 là số dương và cô đem số 3 vào trong dấu căn thì nó sẽ bằng là căn 3 bình nhân 7. Và 3 bình là 9, như vậy ta được căn của 9 nhân 7 bằng căn của 63. Câu B, trừ 2 căn 3. Ta có trừ 2 là số âm, nên khi đem vào trong căn thì dấu trừ ta sẽ giữ lại đằng trước. Và 2 đem vào trong căn là 2 bình nhân với 3. Và ta được kết quả là bằng âm căn 12. Ta có câu C, 5A bình nhân căn của 2A. Ta thấy 5A bình là biểu thức không âm. Do đó khi đem 5A bình vào trong dấu căn, ta được 5A bình tất cả bình phương nhân cho 2A. Và thực hiện tính toán thì ta được kết quả là bằng căn 50 nhân cho A mũ 5. Câu D, trừ 3A bình nhân cho căn của 2AB. Ta thấy trừ 3A bình đây là biểu thức âm, nên ta sẽ giữ dấu trừ lại. Và 3A bình ta đem vào trong căn là thành 3A bình tất cả bình phương nhân cho 2AB. Và thực hiện tính toán thì ta được kết quả là bằng trừ căn của 18A mũ 5 nhân B. Chúng ta đã thực hiện xong ví dụ số 4. Chúng ta qua tiếp ví dụ số 5, so sánh 3 căn 7 và căn 28. Để thực hiện ví dụ này, chúng ta sẽ có hai cách. Cách số 1 là cô thực hiện đưa thừa số vào trong dấu căn. Ta có 3 căn 7, số 3 là số dương, nên số 3 đem vào trong căn sẽ thành là 3 bình nhân với 7. Vậy ta được kết quả 3 căn 7 là căn 63. Ta thấy căn 63 lớn hơn căn 28, ta suy ra được 3 căn 7 lớn hơn căn 28. Như vậy chúng ta đã so sánh được 3 căn 7 lớn hơn căn 28. Ở cách 2 là cô thực hiện đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Ta có căn 28 thì ta tách ra được thành là căn của 2 bình nhân 7. Và 2 bình đem ra ngoài căn là 2. Như vậy ta được căn 28 bằng 2 căn 7. Và ta thấy vì 3 căn 7 nó sẽ lớn hơn 2 căn 7, nên 3 căn 7 lớn hơn căn 28. Như vậy cô và các em đã thực hiện xong ví dụ số 5 bằng hai cách. Như vậy cô vừa giới thiệu xong phần hai nhỏ đưa thừa số vào trong dấu căn. Và các em nhớ cho cô đó là với A là số không âm thì A bên ngoài dấu căn đem vào trong dấu căn nó sẽ là A bình. Còn nếu A là số âm thì khi đem A vào trong dấu căn ta sẽ giữ lại dấu trừ đằng trước, rồi sau đó ta mới đem A vào trong dấu căn thành là A bình. Chúng ta qua phần số 3, khử mẫu của biểu thức lấy căn. Ví dụ số 6, khử mẫu của biểu thức lấy căn. Câu A, ta có căn của phân số 2/3. Ở đây cô muốn làm mất căn ở mẫu, nên ta lấy cả tử và mẫu ta nhân với 3. Và sau đó ta thực hiện khai phương của một thương thì ta được là căn của 2 nhân 3 phần cho căn của 3 bình. Và bình phương với căn thì mất đi, thay bằng trị tuyệt đối của 3, và trị tuyệt đối của 3 bằng chính nó, nên ta được kết quả căn 6/3. Và ở đây từ căn ở trong mẫu thì ta đã làm mất căn ở mẫu đi. Như vậy ta gọi đây là khử mẫu của biểu thức lấy căn. Câu B, ta có căn của 5A/7B. Ở đây cô sẽ thực hiện là làm mất căn ở mẫu, do đó cô sẽ nhân cả tử và mẫu với 7B. Sau đó cô thực hiện khai phương của một thương thì ta được là căn của 5A nhân 7B phần cho căn của 7B tất cả bình. Ở tử
căn 5A nhân 7B thì ta thực hiện ra được là căn của 35AB. Mẫu bình phương với căn ta thay bằng trừ tuyệt đối của 7 nhân trừ tuyệt đối của B. Và ở đây là 7 là số dương nên trừ đối của 7 là chính nó. Còn B đề bài cho là tích A nhân B lớn hơn 0 chứ không cho biết B là số âm hay số dương. Do đó là ta sẽ giữ nguyên B trong giá trị tuyệt đối. Như vậy, khi khử mẫu của biểu thức lấy căn, các em lưu ý cho cô đó là chúng ta sẽ biến đổi để mẫu thành bình phương của một số hoặc bình phương của biểu thức. Sau đó chúng ta khai phương mẫu và đưa ra ngoài dấu căn. Tổng quát, chúng ta có phần công thức sau. Với các biểu thức AB mà A nhân B không âm và B khác 0, ta có căn của A phần B nó sẽ bằng căn của A nhân B phần cho B bình. Và sau đó chúng ta khai phương thì ta được là căn A nhân B và dưới mẫu là trừ tuyệt đối của B. Cô vừa giới thiệu xong phần 3 nhỏ khử mẫu của biểu thức lấy căn. Chúng ta qua phần thứ tư, trục căn thức ở mẫu. Vậy trục căn thức ở mẫu là gì? Trục căn thức ở mẫu cũng là biến đổi sao cho mẫu mất căn. Như vậy ở đây chúng ta thực hiện ví dụ số 7, trục căn thức ở mẫu câu A 5 phần 2 căn 3. Đây ta thấy mẫu có căn 3 nên để làm mất căn ở mẫu ta thực hiện chân cả tử và mẫu cho căn 3. Thì tử 5 nhân căn 3 không tính được nên chúng ta sẽ viết lại. Dưới mẫu căn 3 nhân căn 3 là bằng 3 và 2 nhân 3 ta ra được mẫu bằng 6. Như vậy ta được kết quả 5 phần 2 căn 3 nó bằng 5 căn 3 phần 6 và chúng ta đã làm mất căn ở mẫu. Câu B 10 phần căn 3 cộng 1. Ta thấy dưới mẫu có phép tính cộng nên ta không thể nào nhân cả tử và mẫu với căn 3. Do đó ta sẽ thực hiện là nhân cả tử và mẫu với lượng liên hiệp của mẫu. Lượng liên hiệp của mẫu là biểu thức giống với mẫu nhưng ngược phép toán. Cụ thể là ta nhân cả tử và mẫu với căn 3 trừ 1. Thì ta thấy tử là phép nhân của 10 nhân căn 3 trừ 1, ta sẽ tạm thời viết lại. Còn dưới mẫu căn 3 cộng 1 nhân căn 3 trừ 1, đây chính là hằng đẳng thức số 3. Nên ta đưa về dạng là căn 3 bình trừ cho 1 bình, tức là 3 trừ 1. Và ra mẫu là bằng 2. Sau đó ta rút gọn 10 với 2 thì ta được là 5. Như vậy kết quả ta được là 5 nhân cho căn 3 trừ 1. Câu C 6 phần căn 5 trừ căn 3. Ta thấy ở đây biểu thức mẫu có phép trừ. Do đó để trục căn ở mẫu ta cũng sẽ nhân cả tử và mẫu với lượng liên hiệp của mẫu. Lượng liên hiệp của mẫu nó giống y chang mẫu nhưng ngược phép toán. Cụ thể ta lấy tử và mẫu nhân với căn 5 cộng căn 3. Tử chúng ta tạm thời viết lại. Mẫu là hằng đẳng số 3 nên nó sẽ bằng là căn 5 bình trừ cho căn 3 bình, tức là 5 trừ 3 và bằng 2. Rút gọn 6 với 2 thì ta được kết quả là bằng 3 nhân cho căn 5 cộng căn 3. Như vậy cô đã thực hiện xong trục căn thức ở mẫu. Như vậy khi trục căn thức ở mẫu, các em lưu ý cho cô vấn đề sau. Thứ nhất, căn A cộng B thì lượng liên hiệp của nó sẽ là căn A trừ B. Và ngược lại, căn A trừ B nó có lượng liên hiệp, nó sẽ là căn A cộng B. Còn căn A cộng căn B thì nó sẽ là lượng liên hiệp của căn A trừ căn B. Và ngược lại, căn A trừ căn B thì nó sẽ có lượng liên hiệp là căn A cộng căn B. Còn nếu mẫu có căn A thì lượng liên hiệp của nó sẽ là chính nó. Như vậy, các biểu thức liên hiệp của nhau nó chỉ khác nhau về dấu, còn lại là nó giống nhau. Vậy thì khi trục căn thức trường hợp đơn giản thì ta sẽ nhân cả tử và mẫu với lượng liên hiệp của mẫu. Ta có phần tổng quát sau. Với các biểu thức AB mà B lớn không, ta có A phần căn B bằng A căn B phần B. Với các biểu thức ABC mà A lớn bằng 0 và A khác B bình, ta có C phần cho căn của A cộng trừ B. Thì ở đây để trục căn thì ta sẽ nhân mẫu và tử với lượng liên hiệp của mẫu. Ở đây nếu mẫu là mang phép cộng thì lượng liên hiệp ta sẽ nhân là dấu trừ, tức là C nhân cho căn A trừ B. Còn nếu mẫu là phép trừ thì ta nhân lượng liên hiệp của mẫu là phép cộng, tức là căn A cộng cho B. Rồi mẫu thì ta đưa về dạng hằng thức số 3, tức là A trừ B bình. Câu C, với các biểu thức ABC mà A không âm, B không âm và A khác B, ta có C phần cho căn của A cộng trừ căn B, nó sẽ bằng là C nhân cho căn A trừ cộng căn B, tất cả phần A trừ B. Tức là ở đây mẫu mà là phép cộng thì ta nhân lượng liên hiệp là phép trừ, mẫu là trừ thì ta nhân lượng liên hiệp là phép cộng.
Còn mẫu thì đưa về dạng là hạng mức số 3, đó là A trừ B. Chúng ta áp dụng vào làm chấm hỏi sau. Câu A, 2 phần căn B. Thì ở đây để trục căn ở mẫu thì cô sẽ nhân cả tử và mẫu với căn B. Như vậy cô được mẫu căn B nhân căn B là B, bởi vì B là số dương, còn tử là 2 nhân căn B. Ở câu B, 2A phần cho 1 trừ căn A. Ở đây mẫu có phép trừ nên cô sẽ nhân lượng liên hiệp của mẫu, đó là 1 cộng căn A. Và ở đây mẫu thì nó sẽ là hạng số 3, vậy ta ra được mẫu là 1 trừ A, còn tử chúng ta viết lại. Và điều kiện ở đây là với A là số không âm và A khác 1. Câu C, 6A phần cho 2 căn A trừ căn B. Ở đây ta thấy mẫu có phép trừ, do đó ta sẽ nhân cả tử và mẫu với lượng liên hiệp của nó, đó là 2 căn A cộng căn B. Thì mẫu là hạng số 3 nên ta đưa về thành là 4A trừ B, còn tử thì chúng ta viết lại. Và ở đây điều kiện là A phải lớn hơn B và lớn hơn 0. Như vậy cô đã giới thiệu xong nội dung của phần thứ tư, trục căn thức ở mẫu. Như vậy qua bài học ngày hôm nay, các em đã được học về đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn. Các em đã biết khử mẫu của biểu thức lấy căn và cũng đã biết trục căn thức ở mẫu. Cô tin chắc rằng là sau cái bài học ngày hôm nay, các em đã biết biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc 2 phải không nào? Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em đã có được buổi học thật là vui vẻ và thật là sảng khoái. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình siêu trí nhớ học đường lần sau. Cô chào tạm biệt các em.